À, chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta thực hiện các kỹ thuật track và key phông xanh. Sau đó là chúng ta ghép vào một cái bối cảnh 3D cũng như là thêm vào một số cái hiệu ứng bằng một số cái plugin chẳng hạn như là Element 3D, chấp code particular, chấp code size. Trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành, software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều cố gắng link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trong After Effects. Mình import cái video của mình vào. Mình interpret cái pixel aspect của nó lại là 1.33. Chúng ta sẽ tạo một cái con. Rồi, thì đây là một cái cảnh quay có chuyển động camera, cho nên là mình sẽ thực hiện select cái video của mình, bấm vào nút track camera và để cho After Effects nó track cái cảnh quay cho mình. Sau khi mà track xong thì chúng ta sẽ có một những cái mặt phẳng tạo thành từ các cái điểm track, thì mình sẽ select một cái mặt phẳng, bấm chuột phải, set graphene origin. Sau đó thì mình bấm chuột phải một lần nữa, create solid and camera. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái solid và một cái camera 3D. Cái solid nó nằm ở trên màn hình thì chúng ta sẽ tắt con mắt của nó đi. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ key cái phông xanh này. Mình sẽ select cái video của mình vào trong keying, chọn keyline và mình sẽ chích key cái phông xanh ra. Ở đây thì mình sẽ chuyển sang chế độ xem combine mesh và mình sẽ chỉnh sửa và làm sạch noise cho cái phần key của mình. Những cái phần bên ngoài của chúng ta như là những cái thiết bị quay như thế này thì chúng ta sẽ dùng pen tool, mình vẽ một cái mask. Cái mask này mình sẽ bao xung quanh cái khu vực của cái cô diễn viên của mình. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ loại bỏ được những cái vật thể không cần thiết bên ngoài. Bạn cẩn thận là chúng ta đừng có để cho cái mask của mình nó cắt mất đầu hay là chân của cô gái ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái layer đặt tên nó là E3D. Layer này mình sẽ đặt nó ở phía dưới cái diễn viên của mình và mình sẽ áp dụng video copilot element vào đây. Sau đó mình sẽ vào trong phần scene setup. Mình sẽ import cái model 3D của mình vào. Mình sẽ check vào ô normalize size để cho cái model của mình nó trở lại kích thước chuẩn. Cái model này đang nằm lệch cho nên mình sẽ vào phần orientation, mình xoay nó lại 90 độ. Đây chính là cái model của mình. Mình sẽ kéo nó lên trên cái mặt đất của chúng ta. Và chúng ta bấm OK. Sau đó thì mình sẽ vào trong group 1 của element 3D. Và mình sẽ tạo một cái group null. Với cái group null này mình sẽ copy cái position của cái track solid của mình, Ctrl C, mình dán vào cái group null và sau đó mình sẽ scale to cái bối cảnh của mình ra. Và chúng ta sẽ xoay cái bối cảnh lại. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã có cái bối cảnh của mình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ select cái layer element 3D của mình vào trong phần render setting physical environment. Mình sẽ tăng sáng cho cái scene của mình lên để cho cái nguồn sáng của nó phù hợp với cái sở thích của mình. Tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái layer cô gái của mình và trong phần keyline mình sẽ vào phần screen synchro, mình sẽ cho cái phần viền của mình nó lấn vào 1 pixel, sau đó mình sẽ cho cái screen subnet lên 1 để cho cái phần viền chúng ta nó mượt hơn, có thể tăng lên cái phần giảm xuống 0.5 thôi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ thực hiện chỉnh màu.
Thì ở đây thì mình sẽ select cái layer element 3D của mình, cái camera, cái track solid và cái group 1 null, tất cả những cái này mình vào phần layer pre-compose nó lại. Được chưa? Mình kéo nó cái pre-compose này xuống dưới cái layer collage của mình, chúng ta vẫn có cái scene như bình thường. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể select cái cô gái của mình và mình sẽ áp dụng một số cái hiệu ứng. Chẳng hạn như vào phần key correct mình sẽ áp dụng cái color. Ở trong phần target layer mình chọn cái precom của mình. Ta sẽ blend nó với cái original. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần key correct một lần nữa, mình áp dụng cái light wrap. Cái light wrap này mình sẽ vào phần background layer, mình chọn cái precom. Rồi và trong cái light wrap này mình sẽ tăng cái width lên một chút, tăng brightness lên một chút. Nhưng mà mình sẽ blend nó với cái original. Yeah. Rồi và như vậy là chúng ta đã có cái layer cô gái của mình. Tiếp theo nữa thì mình có thể đổ bóng cho cái cô gái này. Mình vào phần effect, áp dụng Radiant VFX, mình sẽ áp cái hiệu ứng shadow vào. Cái hiệu ứng này mình sẽ đưa cái shadow của mình vào dưới chân cô gái như thế này. Mình sẽ giảm cái opacity xuống và tăng cái softness lên, và chúng ta sẽ key cái thông số axis start, axis end và slant height. Và sau đó thì mình sẽ di chuyển cái video của mình và chúng ta sẽ kéo cái các cái thông số mặt đất lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái sa đầu cô gái khá là ổn, được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ chế biến một chút cho cái background của mình. Thì ở đây thì mình select cái video precom, chúng ta sẽ vào effect áp dụng chấp code size vào đây. Với cái chấp code size này mình sẽ đưa cái target của mình về phía cái cửa của chúng ta. Mình sẽ vào phần pre-process, mình tăng cái threshold lên. Các bạn thấy để ý là chúng ta tăng cái threshold này lên thì cái phần ánh sáng nó sẽ giới hạn lại trong cái phần cửa sổ của chúng ta thôi. Và mình sẽ boost cái light lên để cho các bạn thấy. Đấy. Mình sẽ kéo cái layer lại. Trong phần Colorize, mình sẽ chỉnh cái màu cho nó sáng hơn một chút. Chưa? Và như vậy chúng ta sẽ có cái nguồn sáng của mình. Thì ở đây thì mình sẽ key cái support để cái support của chúng ta nó sẽ cái điểm phát sáng của chúng ta nó sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình cái video của mình. Đấy, mình sẽ kéo cho cái điểm này nó nằm đúng một cái vị trí thôi. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện tạo cái atmosphere cho cái background. Cái atmosphere cho background là bằng cách là chúng ta sẽ vào trong cái layer precom của mình. Mình sẽ tạo một cái adjustment layer. Cái adjustment layer này mình sẽ áp dụng cái place plugin depth scanner vào. Thì nó sẽ tạo chúng ta cái thông tin về độ sâu của cảnh quay, và như vậy mình sẽ render cái depth scanner này ra với một cái chuỗi JPEG. Ở đây thì mình đã render ra rồi ha.
Rồi sau khi render xong mình sẽ tắt cái layer adjustment layer này đi, mình quay lại cái com chính của mình. Và ở đây chúng ta sẽ import cái layer dev của mình vào. Và mình kéo nó vào trong scene. Ở đây thì mình đưa nó lên trên cái layer precon của mình tắt con mắt của nó đi, sau đó mình sẽ tạo một cái adjustment layer. Và cái adjustment layer này mình sẽ áp dụng color correction tint. Và ở đây thì mình sẽ cái phần màu đen mình sẽ cho nó một cái màu sáng sáng trắng như thế này. Và sau đó mình sẽ dùng cái layer depth của mình để làm cái mesh cho cái adjustment layer này, và mình sẽ sử dụng cái luma, giá trị luma mình invert cái giá trị này lại. Và các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta đã có một cái vùng sáng ở phía xa nó theo cái độ sâu của cảnh quay. Ở đây thì mình có thể thêm một cái color correction, hue saturation, và mình tăng cái lightness lên để cho cái phần phía xa của bối cảnh nó sáng hơn. Và như vậy thì mình sẽ vào trong vào lại trong cái layer cô gái của mình, vào trong phần layer wrap mình sẽ tăng cái brightness lên một chút để cho cái ánh sáng từ phía sau nó hắt nhiều hơn vào trong cái người cô gái. Cuối cùng thì chúng ta sẽ trang trí bằng một chút cái particle, mình sẽ tạo một cái layer particle vào phần effect, áp dụng drop code particular vào. Và trong phần emitter mình sẽ chọn emitter type là box, tức là một cái hộp. Cái hộp này thì mình sẽ trả cái giá trị của nó là về không, tức là cái điểm gốc của cái scene của mình, không 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 ha. Và sau đó mình sẽ tăng cái kích thước của cái emitter của mình lên. Các bạn thấy đây là cái hệ thống emitter của chúng ta. Mình sẽ tăng cái kích thước của cái particle này lên. Rồi, và chúng ta sẽ tăng cái random, size random lên 100, opacity random lên 100. Để xem nào. Và chúng ta sẽ có cái hệ thống particle của mình nó xoay trong không gian. Ở đây thì mình sẽ vào phần emission extract. Trong phần pre-run mình sẽ cho nó pre-run trước khoảng 60 frame. Trong phần live mình sẽ tăng cái live này lên khoảng 16 giây. Mình giảm cái số lượng particle của mình xuống là khoảng tầm 20. Và mình sẽ key cái particle của mình để cho cái frame ngay sau đó, frame số 1. Thì chúng ta sẽ có cái particle per second là không. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái hệ thống particle của chúng ta. Cái velocity mình có thể giảm xuống không. Mình sẽ tăng cái emitter size của mình lên. Ở đây thì chúng ta sẽ copy cái camera 3D. Hồi nãy là tại vì chúng ta để precon nó vào trong đây cho nên là cái hệ thống particle của mình nó chưa có đi theo cái chuyển động camera. Thì bây giờ mình sẽ copy nó vào trong scene như thế này. Mình sẽ scale cái hệ thống particle của mình lại. Và bây giờ thì cái hệ thống particle của mình nó sẽ di chuyển theo cái hệ thống của chúng ta. Mình sẽ kéo cái hệ thống particle của mình nó dịch lên trên một tí. Nói chung là các bạn có thể dịch chuyển cái hệ thống particle theo ý của mình đến bất kỳ cái chỗ nào ha. Là chúng ta sẽ tăng cái size lên một chút để cho chúng ta dễ quan sát hơn. Rồi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hiệu ứng tách phông xanh cũng như là ghép bối cảnh 3D vào trong cảnh quay cô gái như thế này. Thì rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong là cái tutorial sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta tạo ra các cái hướng thú vị cho cảnh quay phông xanh của chúng ta. Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái plugin, software, stock footage mà mình sử dụng cho cái bài của mình thì đều có gắn link download ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.